mọi người, video ngày hôm nay sẽ là một video về unboxing các sản phẩm mà Trinh vừa mới nhận được trong thời gian vừa qua. Trong video này thì Trinh sẽ có những sản phẩm để dành tặng lại cho mọi người, cho nên là mọi người nhớ là đừng quên theo dõi đến hết video này nha. Tiên thì mình sẽ unbox cái hộp quà này đến từ Lazada Việt Nam, đến hẹn lại lên. Đây lại là một cái box of joy của tháng 7. Bây giờ thì tụi mình sẽ cùng mở ra để xem trong cái box này có những sản phẩm gì ha. Ta-da. Thì đây là những sản phẩm mà Trinh nhận được trong box lần này. Tiên thì đây là em Mineral 89 của nhà Vichy, quá là đình đám và nổi tiếng. Em này tên đầy đủ là dưỡng chất tăng cường khoáng Mineral 89, giúp da khỏe và dành cho mọi loại da. Cơ bản thì em này được sử dụng như là một cái dạng booster, cung cấp ẩm và chuẩn bị da của mọi người cho những cái bước skincare tiếp theo. Trinh đang sử dụng một em, cũng sắp hết rồi, còn tầm khoảng có 1/3 chai thôi. Thì mình rất là thích cái sản phẩm này. Thứ nhất là vì cái texture của em nó thấm rất là nhanh. Mọi người biết là Trinh chỉ cần dùng tầm khoảng 2 pump cho buổi tối trước khi mình đi ngủ thôi, thì nó đã có thể cung cấp đủ ẩm cho da mình rồi. Và tiếp theo thì mình vẫn thực hiện tiếp cái bước khóa ẩm. Tuy nhiên thì tuy là mình dùng 2 pump như vậy cũng một cái lượng sản phẩm khá là nhiều chứ không ít đâu, nhưng mà khi mà nó lên da của mình thì nó thấm rất là nhanh và nó không có để lại cho da của mình bị nhờn rít hay là dính gì hết. Và sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy là da của mình nó căng mọng hơn và kiểu cái chất da của mình nó cũng đàn hồi hơn á. Cho nên đây là một trong những sản phẩm Holy Grail, cứ hết thì Trinh sẽ phải sử dụng một chai khác thôi. Tuy là nó có hơi đắt nhưng mà Trinh cảm thấy là đắt sắt ra miếng, đặc biệt là đối với một cái làn da đang lão hóa của mình thì cung cấp ẩm là một trong những cái việc cần thiết quan trọng nhất để da của mình nó có thể đàn hồi hơn mà nó không có bị nhăn nheo. Tiếp theo thì Trinh có một cái chai nước tẩy trang đến từ nhà La Roche-Posay. Đây là một hãng dược mỹ phẩm của Pháp mà Trinh rất là yêu thích, tại vì thành phần lành tính nhưng mà giá cả thì không có quá đắt và mọi người rất là dễ tìm mua ở Việt Nam nữa. Em này tên đầy đủ là nước làm sạch sâu và tẩy trang dành cho da dầu nhạy cảm. Trinh nhớ là hình như dòng này có những cái màu khác nhau phù hợp cho những loại da khác nhau thì phải. Sản phẩm này thì có dung tích là đến 200ml lận, Trinh nghĩ là sẽ dùng được khá là lâu đó. Và Trinh thì chưa sử dụng thử qua, Trinh sẽ dùng thử và sau đó review cho mọi người nha. Theo thì ở đây Trinh có hai em lip balm rất là dễ thương đến từ nhà Nivea. Trinh đã xé một em ra và sử dụng rồi. Cái em màu hồng này á, thì có hương là raspberry và red apple, là hai cái mùi hương mà Trinh thích nhất. Ngay cả body lotion hay là lip balm hay là sản phẩm dưỡng cơ thể hay là một sữa tắm gì đó thì Trinh cũng rất là thích những cái mùi hoa quả mà hơi chua ngọt như thế này. Thì đây cũng có một cái mùi rất là thơm, nó kiểu chua chua ngọt ngọt đó, khi mà ngửi nó không có bị quá ngọt làm cho mình khó chịu đâu, nhưng mà cái mùi của nó rất là dễ thương. Và cái packaging của em ấy nhìn cũng rất là xinh nữa, nhìn kiểu giống như quả trứng nhỏ nhỏ, mọi người có thể quăng vào trong túi xách hoặc là bỏ vào trong cái hộp bút đựng viết của mình để mang đi học. Ở đây thì Trinh có một em nữa có hương là Fresh Mint. Thì em này sẽ có mùi là bạc hà. Thường thì Trinh sẽ không thích những cái em mà có mùi hơi the mát như vậy. Mình thích những cái mùi hương trái cây này hơn. Nhưng mà mình nghĩ là có rất là nhiều bạn thích cái mùi Fresh Mint này, nên Trinh sẽ để dành sản phẩm này để giveaway cho mọi người ha. Cuối cùng ở đây thì Trinh có một cái bộ sản phẩm gồm có 3 bước dưỡng da đến từ nhà Mentholatum. Đây là lần đầu tiên Trinh sử dụng sản phẩm đến từ Mentholatum thì phải. Mình nhớ là hồi còn nhỏ thì mình có sử dụng mấy cái cây son dưỡng của Mentholatum á, nhưng mà lâu lắm rồi thì mình không có sử dụng những cái sản phẩm đó. Mà hôm nay thì họ có một cái bộ sản phẩm, trong đây có 3 bước là bao gồm cleanser, sữa rửa mặt, accents và lotion. Để mình mở ra thử trước cái sản phẩm cleanser này nha. Đó, đây là một cái chai sữa rửa mặt có tác dụng là chỉ như là rửa mặt rồi và làm cho da mềm cũng như là làm sáng da. Trong đây có chứa thành phần camellia và hạt siêu mịn từ lúa mì. Đây là một cái sản phẩm mà vừa có tác dụng rửa mặt nhưng mà vừa có tác dụng tẩy tế bào chết luôn. Cái mùi của nó rất là nhẹ nhàng, nó không có phải thơm kiểu nước hoa đâu mọi người, nó giống như một cái mùi hoa cỏ đó, rất là nhẹ luôn. Tiếp theo thì ở đây họ có một cái sản phẩm là accents, là kiểu tinh chất dưỡng. Trong đây thì sẽ làm cho da được săn chắc và sáng mịn. Cũng có chứa một hàm lượng cao camellia và hệ thảo mộc. Cái chai này thì nó là bằng nhựa thôi, nhưng mà cái thiết kế của nó nhìn cũng rất là đơn giản ha. Chất của nó thì hơi dày một chút,
đây là dạng Absence, nhưng mà Trinh cảm thấy là cái chất của nó dày giống như là kiểu sữa dưỡng luôn á. Cái mùi của nó rất là thơm, dễ chịu mọi người, đúng như kiểu cái mùi hoa cúc rất là nhẹ nhàng á, và nó thấm siêu nhanh luôn. Trời ơi, Trinh mới massage có chút xíu mà nó đã thấm ra hết, và nó không có làm cho cái bề mặt da của mình bị nhận rít gì hết luôn. Cuối cùng thì ở đây là một cái sản phẩm lotion. Lotion em này thì dạng giống như kiểu nước hoa hồng của Nhật, nhưng mà cái texture đặc hơn một chút. Đó, cái chai này nhìn bé bé dễ thương ha. Em này có thể mang theo đi du lịch thì rất là tiện luôn. Theo như họ hướng dẫn ở đây á, thì mọi người dùng 3 bước nha. Bước đầu tiên thì mọi người sử dụng cái gel rửa mặt này, cho đến mọi người dùng cái lotion này giống như kiểu nước cân bằng da, và cuối cùng thì mọi người sử dụng cái em tinh chất này. Ba em này thì cùng một dòng cho nên là thành phần của nó cũng giống nhau, là hoa camellia. Em này thì sẽ có tác dụng là cân bằng ẩm, làm củng cố cái hàng rào bảo vệ da của mình. Chất của nó kiểu nó giống như là những cái sản phẩm lotion dưỡng da của Hada Labo vậy đó. Nó hơi sệt hơn một chút so với những cái dạng nước hoa hồng thông thường. Cái mùi của nó thơm á, và thấm thật sự là rất nhanh luôn á. Trinh không có nghĩ là những cái sản phẩm này nó sẽ thấm nhanh đến vậy đâu, nên là Trinh nghĩ là nó sẽ rất là thích hợp để sử dụng mùa hè này, và đặc biệt là những bạn mà có da dầu á, thì mọi người sẽ rất là thích những cái sản phẩm này. Trinh sẽ dành tặng nguyên một cái bộ sản phẩm này cho một bạn may mắn nhất. Mọi người nhớ check trong phần description box sẽ lại để tham gia giveaway nha. Rồi là những sản phẩm đến từ Lazada Box of Joy. Tiếp theo thì Trinh có một cái hộp đến từ Hi Cherish, là một cái website bán mỹ phẩm ở bên Hàn Quốc. Trinh đã có giới thiệu về cái địa chỉ này rồi, nếu mà mọi người có xem những video trước của mình. Thì đây không phải là cái hộp của họ gửi đâu, tại vì Trinh gom lại hết bỏ vào một cái hộp thôi. Mà bây giờ thì mình sẽ unbox cho mọi người cái sản phẩm mà Trinh được nhận trong thời gian gần đây ha. Đầu tiên thì đây là những em son. Đây là kiểu một cái bộ son á. Một cái bộ son này thì nó có sẽ có hai cây nè. Một cây là son son thỏi và một cây là son dưỡng. Ở đây tổng cộng là Trinh có 4 bộ, và Trinh đã unbox một bộ đây. Clumi Nude, đây là một cái màu nude cam. Đây là màu mà Trinh đang đánh ở trên môi của mình nè. Thì đầu tiên là cái thiết kế của những em son này là những thiết kế vuông, cầm thì nó hơi nhẹ tay một chút. Nhưng mà cái chất son của nó rất là thích. Cái chất, nhất là cái chất son thỏi này nè. Trời ơi, khi mà Trinh đánh lên môi thì cảm giác là nó lên là matte, nhưng mà nó vẫn rất là ẩm mịn. Và cái màu cam này nó rất là xinh, nhìn nó nhẹ nhàng nhưng mà nó không có bị quá là chìm. Còn cái em son dưỡng này thì lúc đầu Trinh thấy là nó có một cái màu đậm như vậy, Trinh tưởng là nó sẽ ra một cái màu hồng tím lên môi của mình. Nhưng mà khi mà mình đánh lên á thì nó không có ra màu gì hết. Tuy nhiên là cái độ dưỡng của nó thì Trinh cảm thấy nó không có được tốt lắm. Và cái chất son nó có phần hơi cứng nữa. Ở đây thì cái bộ sưu tập này là nude thì phải, cho nên là đa số những cái màu, không phải đa số mà tất cả những cái màu Trinh có đều là những màu nude. Tên đầy đủ của dòng son này là Lipstick X Matte. Hãng này có tên là Set Beauty, là một cái hãng khá là mới, Trinh không biết là có bán ở Việt Nam hay không. Nếu mà mọi người muốn Trinh swatch bộ son này thì hãy comment bên dưới cho Trinh biết nha. Tiếp theo thì ở đây Trinh có một cái sản phẩm đến từ HiG. Em này là một cái dạng accents có tên là One Step Facial Accents. Dòng này là dòng fresh. Thì Trinh nhớ là Trinh có một cái chai này tương tự Trinh mua ở trên Style Korean rồi. Nhưng mà dòng này là dòng fresh thì Trinh không chắc là nó có khác với cái dòng mà Trinh mua trước đây không. Tại vì cái dòng trước thì Trinh nhớ là nó không có cái chữ fresh, nhưng mà em này thì có chữ fresh. Trinh nghĩ chắc khác đó mọi người. Tại vì em này cái texture của nó gel lì nhưng mà kiểu nó trong suốt. Còn cái dòng cũ thì Trinh nhớ là nó đặc một chút như kiểu sữa vậy đó. Và em này thì nó có tác dụng cao nhất là cấp ẩm thôi, và nó có thể thay thế được nhiều bước, vì nó tên là All in One mà. Apply lên trên da thì cảm giác đúng là fresh thiệt. Nó đem lại một cái cảm giác rất là tươi mát, và cái mùi hương của nó cũng khá là dễ chịu. Cuối cùng thì Trinh có hai sản phẩm kem lót đến cùng một hãng luôn, nhưng mà có hai cái tác dụng khác nhau. Một em á, thì là có tác dụng Tone Up and Priming, là có tác dụng làm cho da bật tông và làm cho da sáng. Còn một em thì có tác dụng là Repair and Calming, làm cho da của mình được dịu lại.
Em màu hồng này thì sẽ có tác dụng là tone up và priming. Còn em màu xanh này thì sẽ có tác dụng là repair and calming nha mọi người. Rồi Trinh đã unbox với mọi người những cái sản phẩm mà Trinh được gửi tặng trong thời gian gần đây. Nếu mà mọi người có hứng thú muốn Trinh review chuyên sâu một sản phẩm nào thì hãy comment bên dưới cho Trinh biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến đây. Và nhớ là đừng quên check trong phần description box để lệ tham gia giveaway nha. Cảm ơn mọi người và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye bye.